Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với cái tựa game Cyber Hunter nha mọi người. Hiện tại thì game Cyber Hunter này mới cập nhật lại vào ngày 29 tháng 5. Nên là đây sẽ là về cái phần thẻ vô cực nha các bạn ơi. Nói chung là về cái cập nhật mới này thì mình đánh giá là nó là một cái bản cập nhật khá là thú vị này. Ở đây thì giá mua nó đắt quá anh em ạ, 7 đô la Mỹ cơ. Kẹo thịt mua nên là không có tiền mua, chỉ gọi là giới thiệu cho mọi người mà thôi. Ok anh em. Ngoài ra thì khi mà anh em chơi cái tựa game Cyber Hunter này thì anh em sẽ có thể là tùy chỉnh được cái nhân vật của chúng ta. Nói chung là hết sức là ngon nghẻ mọi người ạ. Các bạn hãy truy cập vào trong cái mục đó là mục nhân vật nha anh em. Vào đây. Đó, khuôn mặt tùy chỉnh này mọi người ơi. Thì anh em có thể là thoải mái tùy chỉnh những cái kiểu như là kiểu khuôn mặt này. Đấy. Anh em thấy thú vị chưa? À, mình chỉnh cái bóng láng lên một xíu này. Ok. Như thế thì nó lại bóng quá anh em ơi. Và đây anh em có thể là lựa chọn được nhiều kiểu khuôn mặt nha anh em. Đó, mình sẽ lựa cái khuôn mặt nào nó hiền một xíu này. Và đây, về khuôn mặt thì anh em có thể là tùy chỉnh được từ mắt, mũi, môi, miệng, lông mày các kiểu luôn anh em ạ. Phải nói là tựa game này nó giống như kiểu là một cái tựa game thời trang. Và nếu như mà anh em yêu thích những cái tựa game thời trang thì Cyber Hunter này vừa là một cái game sinh tồn kết hợp với những cái tùy biến anh em có thể là tự tay tùy biến luôn. Đó, đây nó là cái mục xem trước nha anh em. Úi dồi ôi. Ok, và mỗi lần tùy chỉnh thì anh em sẽ mất đó là 1.500 vàng nha mọi người. Ok các bạn ơi, và cái mục tiếp theo mà Kẹo muốn giới thiệu những cái điểm đáng chơi ở tựa game Cyber Hunter này. Ở đây thì tựa game Cyber Hunter mới cập nhật thêm rất là nhiều những cái bộ trang phục mới nha anh em. Và anh em sẽ phải mở khóa những cái bộ trang phục này bằng quân huy. Tức là anh em sẽ cần nạp tiền vào nha anh em. Đấy, đậu xanh rất là nhiều những cái bộ trang phục phải nói là cực kỳ là ngầu nha anh em. Đó, anh em thấy ngầu chưa? Riêng Kẹo thì thấy cực kỳ là ngầu nhưng mà Kẹo buồn lắm anh em ơi, không có tiền. Vậy là giới thiệu cho những bạn nào bạn dích thì bạn ấy hãy nạp tiền vào mà mua thôi. Và đây sẽ là cái chuyên mục vòng quay may mắn nha mọi người. Đó, trời ơi, cái bộ trang phục heo con ngái ngủ này trông đáng yêu vãi cả trưởng anh em ơi. Ok các bạn ơi, và đây Kẹo sẽ giới thiệu cho anh em một cái tính năng nữa. Đó là tính năng tạo phòng trong cái tựa game Cyber Hunter nha. Chắc chắn anh em cũng rất là thích cái tính năng này rồi phải không ạ? Ok, thì các bạn sẽ tạo được phòng này anh em ơi. Với những cái chế độ đó là đơn đấu này, đội 2 người hoặc là đội 4 người chơi nha anh em. Ngoài ra thì anh em có thể là tùy chỉnh cái chế độ này. Như ở đây sẽ là có thêm mod này hoặc là quy tắc nhóm là tùy chỉnh hoặc ngẫu nhiên này. Quy tắc kỹ năng sẽ là mở khóa tất cả hoặc là anh em sẽ mở khóa thông qua cấp nha. Ok các bạn. Và đây, mỗi lần tạo phòng thì anh em sẽ phải mất những cái quân huy hoặc là có vé tặng phòng nha mọi người. Và đây, không để cho anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với trận đấu ngay bây giờ. Ok anh em ơi, và chúng ta đang ở trong trận đấu này anh em ơi. Wow, let's go nè các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang dùng một cái khẩu súng đó là shotgun với lại một khẩu súng bắn tỉa nha. À, đậu xanh, Kẹo còn chưa có ống ngắm đấy cơ. Wow, quá nhỉ các bạn ơi. Chạy lại gần này. Ui, ui, hai đứa cả. Ok, một đứa đai nhá. Bên này nữa à, đậu xanh này. Đậu xanh này em ơi, ui. Chưa chết cơ hả? Úi dồi, cứng thế nhỉ em. Ok, không sao cả. Và như vậy thì Kẹo đã có cho mình được mạng thứ hai rồi nha anh em ơi. Đấy. À, quan trọng là chúng ta sẽ chạy qua và lượm xác nó thế nào. Cả tuần rồi thì Kẹo không có chơi cái tựa game Cyber Hunter nên là bây giờ lại cứng tay quá nhỉ anh em. Lâu lâu thi thoảng thì mình sẽ vào chơi cái tựa game này mà. Bởi vì là để nói với anh em nghe ấy, thì thực sự là cái đồ họa của cái tựa game Cyber Hunter này khá là ngon. Nhưng mà mỗi một điều đó là Kẹo thấy là nó chưa được tối ưu lắm anh em ơi. Tức là vẫn có những cái trường hợp thi thoảng là anh em sẽ bị giật lag một chút xíu nha các bạn ơi. Ok, mình đã lượm được một kẻ ống ngắm hệ nhá. Thế thì ngon rồi nha mọi người. Như vậy là đã có được một cái ống ngắm 2X rồi nha. Ok các bạn, let's go nữa nào. Quan trọng là mình sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều kill ở trong cái ván đấu đấy nha mọi người. Đây, có một cái khẩu súng trường thiên tử cơ. Ok, nhưng mà thực kệ anh em ơi, mình đang chơi khẩu này cũng khá là ổn nha. Let's go nào mọi người. Phải từ từ nha anh em ơi, từ từ thì chúng ta là mới thấy được thêm mạng nhá. Ok, lựu đạn này. Lựu đạn thì mình thấy cũng là một cái trang bị vô cùng là cần thiết ở trong cái tựa game Cyber Hunter này. Bởi vì là anh em chỉ cần là đó là các bạn dựng một cái rào chắn lên là câu lựu cho cái địch thoải mái thôi nha.
Đấy, let's go nào mọi người. Wow, đây. Và mình sẽ chạy theo cái phía này nha các bạn ơi. Đây, ok. Pick vào giữa luôn. Đó, let's go nào mọi người. Chạy thôi nhỉ các bạn ơi. Wow, công nhận là cái chỗ đồi này thì anh em nhảy lên khá là mất thời gian nhá. Nên là kẹo sẽ chạy thẳng lên trên phía này thôi nha. Let's go nha em ơi. Lại chạy qua phía đồi nữa này. Phải gọi là chạy mệt nghỉ luôn nha anh em. Wow, chưa thấy ai trên này cả này. Không hiểu sao nhưng mà kẹo thấy là trên này khá là vắng người các bạn ơi. Đến bây giờ là kẹo không thấy thêm một ai nữa nhá. À, có một cái hòm tiếp tế nó vừa được rơi xuống anh em ơi. Ok mọi người. Và anh em để ý cho mình đó là trong cái tựa game Cyber Hunter này, nó sẽ có một cái thanh mana nha anh em. Thì nó như kiểu là cái thanh năng lượng vậy. Anh em mà cứ là nhảy lộn như này thì nó sẽ tốn khá là nhiều mana nha các bạn ơi. Và mana thì nó sẽ tự động hồi phục thôi anh em ơi. Nên là các bạn sẽ chờ đợi nhá. Qua bên phía này và thật sự là hiện tại vẫn đang khá là vắng người anh em ơi. Kẹo chưa thấy thêm một ai nữa cả này. Let's go nào các bạn. Ở chỗ này có đạn súng bắn tỉa hả? Ok cũng được thôi. Và chú ý là anh em sẽ cố gắng lượm thêm cho mình được những cái khối lượng tử này. Những cái này rất là hay nha anh em, là có thể là dựng rào chắn này. Đó là mở khóa xe máy cũng như là rất là nhiều tính năng nữa. Đây các bạn ơi. Úi dồi ôi, phải gọi là bắt nitro lên xe chạy nhanh vãi trưởng nhá. Ui, đâm đổ cả cây cả. Ghê chưa các bạn ơi. Let's go nào anh em. Mình sẽ chạy qua phía này con nào. Ui, công nhận là kẹo lái xe ngáo vãi trưởng các bạn ạ. Đây đây. Ui, phanh lại. Mình nghe được ở đâu đó là có tiếng súng bắn anh em ơi. Nhưng mà tôi kệ đi, để xem là hòm sắt này có gì nhỉ anh em. Ok, không có gì đáng để lượm cả. Và cái combo súng hiện tại của kẹo đang dùng vẫn đang khá là ổn nhá. Nên là mình sẽ chơi tạm bằng cái combo súng này nha anh em. Wow, thật sự mà cái cảm nhận của kẹo trong tựa game Cyber Hunter này, đó là bản đồ của nó khá là rộng anh em ơi. Có cả cái khu vực sa mạc này, có thêm khu vực sông nước này, cũng như là về cái khu vực thành thị này anh em. Đó, let's go nào các bạn ơi. Đây, chạy thẳng theo phía này nhá. Ui, còn tới chân anh em ơi. À đây rồi. Ui, bạn ơi làm gì vậy? Ui, dựng tường chắn này. Đậu xanh anh em ơi, tính làm gì vậy hả? Ui, tôi lại sợ bạn quá cơ. Cái đậu xanh này. Lên bảng điểm số và kẹo đã có cho mình được mạng thứ 3 nha anh em. Đây, chạy qua lần nào anh em ơi. Lượm xác thôi nhỉ. Ok mọi người, lượn lờ quanh khu này coi. Không biết là quanh khu này thì còn ai nữa không nhỉ. Hiện tại thì mình đã bơm đầy máu rồi. Ok mọi người, mình sẽ đấy, lái xe và chạy qua hướng thính thôi nào. Bắn đi cho lên nào anh em ơi. Ui, thằng nào bắn mình vậy? Đậu xanh bắn gì mà ghê vậy hả? Ok các bạn ơi, đang bắn đi cho này là dừng lại khá là khó khăn này. Thôi kệ, vậy thì kẹo cứ chạy qua cái vị trí của thính trước nha. Đây rồi anh em ơi. Đó, vừa chạy và vừa cuốn máu lên này. Ok anh em, thính này chúng ta sẽ có gì nhỉ? À, không tuyệt đối. Tia lạnh hả? Cái này nó là cái súng băng trong tựa game Cyber Hunter anh em ơi. Ui, lượm được súng băng thì ngon quá nhỉ các bạn ơi. Tức là anh em chỉ cần là bắn cái súng này vào kẻ địch thì kẻ địch sẽ lập tức đóng băng nha anh em. Ui, phía dưới có là một đứa này. Ok anh em ơi, đây, vừa dựng rào chắn vào nhá. Đậu xe này em ơi. Ui. Ok, mạng thứ tư dành cho sĩ kẹo này. Ngon nghẻ quá nhỉ anh em. Đó, vừa chạy thì vừa cuốn máu luôn. Đây, qua lượm xác nó xem là nó có những cái gì đây anh em ơi. Ui, nữa hả? Lại thêm người nữa rồi các bạn ơi. Ghê vậy. Một đứa đang ngay phía trên anh em ơi. Ok nhá. Úi dồi ôi, làm gì nhau? Làm gì nhau hả em ơi? Đậu xanh này và mạng thứ 5 này. Ok các bạn ơi, nãy giờ là mình còn chưa kịp sử dụng cái súng băng nữa cơ mà.
Đây, lên phía trên này nha anh em. Wow, ok. Vào đây nha. Ui, kẹo không thấy thêm ai nữa cả này. Những cái trang bị thừa thì kẹo sẽ vứt đi luôn để cho nó rộng ba lô nha anh em. Đấy. Ok, như vậy là kẹo đã vứt xong được những cái trang bị thừa nhé. Ui, còn thật súng anh em ơi. Kẹo chỉ bắn là để dọa kẻ địch mà thôi. Đây, qua phía này nha các bạn ơi. Nào người đâu? Thử qua phía này xem là người đang ở đâu này. Đậu xanh kẹo chưa thấy ai cả anh em ơi. Wow. Lúc nãy là mình vừa có thấy là có ký hiệu ở ngay chỗ này cơ mà. Bây giờ là không thấy ai nữa này. Chán quá ta anh em. Khó hiểu ghê vậy anh em ơi. Từ từ nhá, anh em hãy cứ chạy một cách vô cùng là cẩn thận nhá. Vào đây mình sẽ chạy vào trong này coi, xem là thằng nào vừa nổ súng ở cái khu này nhá. Wow, chỉ là một cái rào chắn mà thôi. Ui, có ký hiệu có một đứa lái xe trên bản đồ anh em ơi. À, lúc nãy là kẹo bắn lộn thôi anh em ơi. Kiểu như là mình để cái nút bắn nó to quá. Nãy giờ là bắn lộn mấy lần rồi cơ. Ok anh em, người đâu thì không có thấy này. Wow, đậu xanh. Không biết là cho nó trốn đâu cả rồi anh em ơi. À đây. Wow, người nữa hả? Trên này. Cái đậu xanh này dựng tường chắn em ơi. Ăn lựu đạn nhé em ơi, đây đây. Chuẩn bị là anh sẽ lấy lựu đạn và chơi chút nha. Quấn đầy máu cái đá, ok. Ăn lựu đạn em ơi. Ui, thêm lựu nữa này. Đậu xanh quản nữa này. Đá cho em ơi. Ui, chạy nhanh vậy. Chạy như vậy, đóng băng cho em ơi. Ui dồi ôi, đóng băng cho em ơi này. Lên bảng điểm số nha bạn ơi. Ok. Kẹo đã có được 6 kill rồi. Wow, phải gọi là cái súng băng này bắn rất là đã nha anh em ơi. Tức là anh em chỉ cần là bắn vào người kẻ địch sẽ ngay lập tức đóng băng và không thể cử động nhá. Wow, hình như là kẻ địch sẽ không thể cử động trong một giây thì phải anh em ạ. Dẫu sao thì cái tính năng này nó vô cùng là thú vị nha. Ok. Kẹo đang lựa được coi xem là cái trang bị nào mà không cần thiết thì kẹo sẽ vứt luôn đi nhé. Để con nào anh em ơi. À, phía này có người hả? Bình tĩnh nha các bạn ơi, nào nào. Úi dồi ôi em ơi, đóng băng cho em ơi. Đậu xe này, đậu xe này. Ui, lên bảng điểm số nha em ơi. Ok mọi người, mạng thứ 7 dành cho sĩ kẹo nha. Anh em thấy ngon chưa ạ? Khá là nhiều những cái trang bị ngon nha. Ok ok, ui. Đang có một đứa ở ngay phía trên nữa thì phải này. Wow, cái đậu xanh, bo đang thu lại rồi này. Căng vậy. Ui, đây con này anh em ơi. Đó, lấy xe máy chạy qua thôi nhỉ. Chạy nhanh các bạn ơi. Ok đây rồi, ui. Đang tìm cả nó nhưng mà không thành công các bạn ơi. Bot nitro lên nào để chạy cho nó nhanh ấy. Ok anh em. Đó, kẹo đứng tạm đây nha. Nào, xem là thằng kia nó chạy vào bo chưa nhỉ các bạn ơi. Kẹo chưa thể nó chạy vào bo nữa cơ. Ui, nếu vậy thì chúng ta sẽ lại lên xe và tiếp tục chạy qua khu khác thôi nào. Đó, cơ bản là mình sẽ chạy thẳng vào trong phía thính này coi. Chạy nhanh nào anh em ơi. Đó, let's go nào. Úi dồi ôi, bay qua cái đồ này luôn này. Wow, ghê chưa anh em. Anh em thấy kẹo tổ lái ghê chưa. Ui 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 ui. Một cái pha drift phải gọi là chẳng ra gì cả. Ê, bình tĩnh nha các bạn ơi. Hình như là mình nghe được cái tiếng chân ở đâu đó. Khá là gần các bạn ạ. À đâu, tiếng bắn súng cả. Trên phía đồi này thì phải nè. Ok ok anh em ơi. Let's go thôi. Chứ ngại ở gì mà không let's go hả các bạn. Hình như là có một đứa vừa đang ở trên này thì phải nè. Ok ok. Đó, và kẹo đã bơm đầy máu rồi nha. Wow, người đâu rồi? Đậu xanh người đâu rồi? Hey, lúc nãy mình thấy là có một đứa ở ngay phía này cơ mà. Bây giờ nó chạy mất tiêu rồi anh em ơi. À đủ, càng... Đây anh em, bo thì càng ngày càng nhỏ lại này. Và chỉ còn lại có 6 người chơi nữa mà thôi. Cố gắng lấy top 1 lên nhé anh em. Wow, kẹo chạy tận qua phía này nhưng mà hiện tại có thấy ai đâu.
Nó lại vắng vẻ quá nhỉ các bạn nhỉ. Uầy uầy, đậu xanh. Bên này có người hả? À đây rồi. Cái đậu xanh này em ơi. Làm gì vậy, làm gì vậy? Uầy uầy, vừa bắn vừa nhảy, ghê vậy. À, nó cũng vừa dựng lên một cái rào chắn các bạn ơi. Ok ok, đứng tạm đi nhé. Để coi nào. Tưởng là rào chắn này ngon hả em ơi. Cái rào chắn này thì kẹo thấy là nó vô cùng là chắc chắn nha anh em. Ok mọi người, cái này này, đậu xe này đóng băng đi em ơi. Úi dồi ôi, lên bảng điểm số nha em ơi. Đấy, đóng băng và xây thế nào. Đậu xe này, ok mọi người. Dựng luôn tường chắn này anh em ơi. Đó, tất nhiên là bây giờ thì kẹo sẽ quấn cho nó full máu cái đã. Công nhận là căng thật anh em ơi. Còn lại có hai người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Ok, đã phun máu rồi nhá. Đó, mình sẽ quay lại chỗ này coi. Đậu xanh, làm gì vậy hả mơi? Ui ui, bắn anh như vậy. Có vẻ nó lại căng quá nhỉ các bạn nhỉ. Ok, đã quấn phun máu rồi nhá. Đây anh em ơi, cầm khẩu này này. Người đâu em ơi? Chú định núp sau rào chắn mãi hả? Hello bạn ơi. À đậu xanh. Ui, xế căng vậy. Xế căng vậy ai chơi hả anh em? Thằng này nó cứ núp sau rào chắn mà thôi. Ui, chơi chiến thật quá nhỉ. Đậu xanh này bạn ơi. Ui. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ phải chơi game một cách cẩn thận nha. Không chơi cẩn thận là tí nữa là kẹo lại bị đai bây giờ đấy. Ok mọi người, tiếng súng ở ngay trước mặt thôi này. Wow. Để coi nào. Úi dồi ôi, cẩn thận cái đầu nhé em ơi. Ui, đậu xanh. What the hell, nó xây cao mấy trở rồi. Thôi xong như vậy thì kẻo đã phải ra đi ở vị trí top 3 anh em ơi. Ui, chán nản quá nhỉ anh em. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.